Đấy. Cảm ơn mọi người. Ok, bây giờ em sẽ thử áo cho mọi người, thử áo xem có vừa không. Làm gì mà chẳng thế, em dùng app. Em bật app mà. Chỉ là con gái thôi. À quên, anh nghĩ chị chỉ là con gái thôi là thế nào nhỉ? Sao? Quá đẹp luôn. Cảm ơn mọi người. Rất là đẹp. Ngày mai em sẽ mặc áo này đi ăn cỗ luôn. Đây đến ghế. Mai em mặc áo này đi ăn cỗ luôn nhá. Bây giờ phải cởi ra nó cũ mất. Cái gì mà anh cũng chỉ là con gái thôi, sợ ma thế đùa. Không phải, thức nó hát là anh cũng chỉ là con gái thôi. Sợ ma. Bây giờ phải chuyển sang giọng của con nít. Bây giờ nhá, bây giờ như này nhá, chuẩn bị đây. Happy, cái đoạn này này em không biết đâu. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm của FC Nhiều Chuyện. Ngày 25 tháng 9 năm 2021 và ngày 25 tháng 9 năm 2022. Vỗ tay. Em sẽ nhiều chuyện chào anh đơ. Đoạn này hơi sai nhá. Cũng đã 1 năm tụi em theo anh và đồng hành cùng anh. Có những lúc vui vẻ, cũng có những lúc buồn không thể nói. Anh là một người ngửa mũi thế. Người rất cứng rắn, dù có chuyện gì cũng không thể vượt qua. Sao đi? À, mình đọc nhầm. Dù có chuyện gì cũng có thể vượt qua. Tụi em tin anh sẽ làm được những điều mà anh muốn. Tụi em cũng không biết chúc gì hơn. Chỉ hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ và cười thật nhiều. Giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều một chút. Cứ yên tâm mà thực hiện đam mê. Hiện tại và tương lai luôn có tụi em. Gia đình Villa, Villa Tem. Anh em, bạn bè, bé bóng và gia đình của anh luôn ở bên. Cái này rất là rõ ràng luôn. Tụi em rất vui khi được mặc chiếc áo Villa anh đã tặng. Cảm ơn anh vì chiếc áo đó. Cảm ơn vì đã gặp được anh, một người luôn vui vẻ, ngang ngược, ấm áp. Đáng luôn vui vẻ, xong lại còn ngang ngược, lại còn ấm áp. Sợ thế nhỉ? Mong là chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn. Gắn bó với nhau nhiều hơn. Có nghĩa là mình bó lại với nhau đấy à? Đúng không? Có nhiều kỷ niệm hơn. FC Nhiều Chuyện muốn nói với đơ. Cái gì đấy?
Thanh xuân của tụi em, đơ là niềm vui của tụi em. Em sẽ hẹn gặp lại đơ vào một ngày đẹp trời lá lá. Tụi em tính viết thành bài văn, thành đóng sách luôn. Nhưng mà thôi tụi em biết đơ không đọc nổi. Ngứa mũi quá. À, đại gia đình villa của mình cùng đồng hành với nhau mãi mãi như vậy đơ nhé. Em sẽ nhiều chuyện mãi yêu đơ. Em sẽ nhiều chuyện luôn ở đây và ủng hộ và yêu thương đơ. Cảm ơn em sẽ nhiều chuyện rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cái gì đấy? Bồi mùi à? Anh chọc chưa? Cái này là cái gì? Thuốc ngứa đấy. Thuốc ngứa nhá, đâu bôi vào mao lại ngứa thêm sao? Điền tao mẩn hết người em bôi mà khỏi. Có nghĩa là anh bị ghẻ, anh bôi này khỏi đúng không? Đây. Nhưng mà có thuốc này phải thuốc bôi ghẻ không hay chỉ bôi ngứa bình thường thôi? Nó bị ghẻ, nó cứ nghĩ đòi ghẻ. Này em xin lỗi anh. Thôi đi ông ạ. Nhìn mặt tiền người ta thế này mà bị ghẻ vớ vẩn. Cứ thử bôi đã. Ngứa đấy. Cảm ơn Thanh Tuyền, cảm ơn mọi người. Ô, ai đây? Cảm ơn Lão nha. Cảm ơn em. Ok. Rồi. À, cảm ơn FC. FC cái gì nhỉ? Anh vừa đọc là FC nhỉ? Hả? Ờ, cảm ơn FC nhiều chuyện rất là nhiều. Cảm ơn FC nhiều chuyện nói riêng cũng như là cảm ơn đại gia đình Villa chúng ta nói chung. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và bảo vệ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cũng không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Ảnh đẹp từ từ hãng xem, đùa. Người ta đang cảm ơn. Ảnh đẹp. Em cảm ơn mọi người. Thôi đưa ảnh đây đi. Nhưng mà phải nói là thật sự cái thằng ở giữa này công nhận nó đẹp thật đấy. Nhỉ? Mọi người công nhận với em không? Này, cái thằng ở giữa nhìn đẹp trai nhỉ? Sợ thế. Áo trắng, quần trắng, xăm một tí, tóc vuốt vuốt, xong lại còn tóc đen. Ui dồi ôi, đẹp trai thế. Thảo chỉnh ảnh đỉnh thật đấy. Công nhận đỉnh thật. Cái thằng chỉnh ảnh đẹp thật. Cái gì đấy ông này? Đang cảm ơn PKD tí nữa. Biến đi. Rất mất thời gian. Phải hỏi người cái thằng ở giữa đẹp thật. Rồi. Đợi một tí. À, đang bận. Đợi một tí nhá. I'm strong. Let's go. Ờ, đợi một tí nhá. Không, đợi một tí. Ai chơi? One. Đợi một tí. One. No one. Đợi một tí. Đang có việc. Đây này. Em phải ký hợp đồng các kiểu, nhiều việc lắm. Tí nữa nhá. Nhá. Tí nữa. Ok. That will. Đợi một tí. Đợi một tí. Nhá. Đợi một tí nhá. Ông mời nhiều quá. Đang ký hợp đồng 1.000 tỷ đây mà đi. Pi mới chả cây mệt. Đấy. Bây giờ mọi người nhìn vào đây. Đây nhá. Ở đây này. Thì mình nhìn là đấy. Mọi người có thấy điểm nhấn không? Điểm nhấn lúc nào người ở giữa. Đúng không? Mình nói thật là cái thằng này không biết nó ăn cái gì mà chỉnh ảnh đẹp thế. Nhìn đẹp trai hẳn ra. Đây là tác hại của Photoshop đấy. Nhê. Ôi, đẹp thật, mình nhìn mình còn thấy đẹp. Mình tự nhủ là ước gì mình được đẹp trai như nó. Thật đấy. Ước gì mình được đẹp trai nhanh ấy. Ôi, không một cái mụn nào luôn. Nhìn mặt mờ lem thế. Khổ quá. Ông này ông mời gì nhiều thế. Đã bảo
từ chối bạn ơi một tí rồi, khổ thế. Đăng ký hợp đồng 1.000 tỷ đây mà cứ bi mới chả cây. Để